Nói chuyện này này này. Nói chơi này. Toàn sớm chưa kịp rửa chim rồi mà nó đang nghịch cái này này. Có hay không? Nếu không có con hết không. Này này nó gửi cái cam bên sau này. Chim còn chưa rửa cái này. Thấy chưa? Nó nổi chưa không? Bắt được rồi. Đây đây. Con này chưa có tên nhá. Ai hết bình luận gì đặt tên nó luôn. Nổi chưa? Rửa chim nó cũng này luôn mượn này cả hàng này. Nó đang ngồi nó nghỉ cái kiến này nó này. Chạy em.